5 lớp cho các bạn 206 thì 4 lớp trực tiếp và 1 lớp online. Lớp online. Đấy, lớp mình ở lớp thứ 5 nhá. Và đây là khi các em đi thi, các bạn nhìn thấy chưa? Khi các bạn đi thi thì các bạn sẽ thi 40 câu trong vòng 50 phút, 20 câu đọc và 20 câu nghe. Các bạn hiểu không? Câu khó không các em? Câu khó không? Mỗi câu mình thi trong mấy phút các bạn? Hơn 1 phút đúng không? Có được 1 phút rưỡi không? Không. Mà mỗi bạn một cái máy tính này, vậy có khó không? Có phải cố gắng không các bạn? À, cố gắng đúng không? Nếu như chúng ta không có kiến thức thật thì chúng ta có làm được bài thi trên máy tính không? Không. Được chưa? Và đi khi các bạn đi thi thì các bạn sẽ tập trung để phổ biến quy chế thi. Các bạn nhìn này. Đấy. Và đây là ngài giám đốc văn phòng đại diện tổ chức phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam. Và đây là chú thứ trưởng Bộ Lao động. Đấy. Chú Diệp là thứ trưởng Bộ Lao động. Cũng đi xuống trường thi của các bạn. Đấy. Đây là các bạn đang làm thủ tục để các bạn vào thi. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là chú thứ trưởng và đây là anh phó giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước đi xuống trường thi của các bạn để xem các bạn làm thủ tục. Và chúng ta khi chúng ta vào thi thì chúng ta sẽ phải lấy vân tay. Các bạn nhìn, chúng ta phải lấy vân tay chưa? Hai ngón trỏ này các em này. Đấy, mỗi ngón trỏ là mình sẽ lấy vân tay 3 lần. Ngoài ra mình sẽ có cái camera ghi. Các bạn nhìn thấy ghi hình mặt các bạn này chưa? Đấy, ghi vào để tránh gian lận trong kỳ thi. Và đây là các bạn đi lên phòng thi. Các bạn nhìn các bạn đi lên phòng thi chưa? Khi các bạn đi lên phòng thi thì chúng ta sẽ phải quét an ninh. Các bạn nhìn thấy soi quét an ninh chưa? Và đây là luyện thi tại trung tâm. Khi các bạn nhìn luyện thi tại trung tâm chưa? Sau này các em cũng vậy. Nên là nếu chúng ta không có kiến thức thật thì chúng ta không thi được, đúng không các em? Đây là cái không gian thi của các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không gian thi chưa? Đấy. Đây là giờ luyện thi của chúng ta. Các bạn thấy cái sổ này của cô có giá trị không? Và các bạn, khi các bạn học, các bạn có như thế này không? Các bạn có như này không? Cái rổ này nó làm nên tiền tỷ đấy các bạn ạ. Nếu chúng ta cứ ôm bế cái rổ này mà chúng ta không học hành nghiêm túc thì chúng ta sẽ không có tiền tỷ. Nhưng nếu chúng ta rời xa nó ra và chúng ta tập trung, chúng ta học hành trong 4 tháng, chúng ta đỗ kỳ thi thì chúng ta sẽ đi được Hàn Quốc. Và cái mức lương của chúng ta sẽ gì các bạn? Sẽ cao lên à. Cô mong các bạn khi học thì nghiêm túc của cô nhá. Và khi những bài kiểm tra của cô, các bạn cũng phải như này nha. Và đây là phòng thực hành máy tính. Và đây là máy tính của trung tâm mình. Đấy, sau này các bạn cũng phải như này. Các bạn sẽ được thực hành máy tính thoải mái. Các bạn đã hiểu chưa? Trước khi các bạn lên phòng thi thì cô Loan sẽ cho các bạn thực hành máy tính thoải mái. Đấy, để cho các bạn quen, các bạn nhuần nhuyễn. Và cô Loan cũng nói luôn là cái đề thi của cô Loan ấy, khó đề thi các em đi thực hành. Được chưa? Cô Loan rèn các bạn tư duy. Đấy là khó hơn thì thật đấy. Rất tuyệt vời đúng không các bạn? Đây là Seoul. Người ta bảo văn ôn võ luyện, luyện đi luyện lại thì mới thành tài. Và năm nay như các bạn biết là người ta thi là bao nhiêu? 100 bao nhiêu các bạn? 150/200. Và cô Loan tiên lượng rằng càng ngày nó càng khó đi. Chứ tối thiểu nó cũng phải 150 hoặc cao hơn thế. Nên là yêu cầu là các bạn ngay từ phút ban đầu các bạn phải học thật chăm chỉ của cô nhé. Và đây là cái số lượng dự thi các em này. Và đây là cái số lượng dự thi năm 2024, 36.326 thí sinh. Mà người ta lấy có số lượng này thôi thì còn bao nhiêu nghìn người bị trượt các bạn? 25.000 người đúng không các em? 25.000 người không đạt. Vậy thì 25.000 người này sắp tới họ có thi không các em? Họ có thi lại cùng các em không? Có. Và cái lượng mà học bây giờ từ giờ đến lúc thi nó có lên đến mức này nữa không? Có lên không? Có. Vậy thì cô nghĩ rằng là lần sau mình thi thì tối thiểu cái lượng đăng ký dự thi nó cũng trên 40.000 người. Các bạn đã hiểu chưa? Thì nó sẽ khó hơn năm nay. Thế
Thế nên là cái điểm số cô nghĩ là nó không phải là 150 mà nó có thể là 160 hoặc 170. Thế nên là cô Loan mong rằng là tất cả chúng ta là phải cố gắng. Tại vì trung tâm của mình á, thì 99% là thi sản xuất chế tạo. Sản xuất chế tạo là gì? Là các bạn làm việc ở trong nhà máy sản xuất. Còn nông nghiệp là gì? Nông nghiệp là các bạn làm ở đâu các bạn? Ngoài trời, ngoài ruộng. Ngư nghiệp thì các bạn làm ở trên thuyền tàu. Còn xây dựng thì mình sẽ làm ở công trình xây dựng. Các bạn đã hiểu công việc của mình chưa? Thế nên là trong 4 nghề này thì cái nghề lĩnh vực sản xuất chế tạo rất là hay nhất. Và trung tâm mình cũng là chủ yếu là đi sản xuất chế tạo. Nên là cái tỷ lệ cạnh tranh cao nên yêu cầu chúng ta phải các bạn thật chăm chỉ nhé. Và mức lương năm 2024 của em này thì cái mức lương này là 40 giờ. Và mức lương này là gì? 44 giờ. Các bạn có hiểu thế nào là 40 giờ và 44 giờ không? 40 giờ thì tức là các bạn làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày em làm 8 tiếng. Và 44 giờ là từ thứ 2 đến thứ 6 các bạn làm 8 tiếng. Và sáng thứ 7 thì các bạn lại đi làm thêm 4 tiếng nữa. Các bạn đã hiểu chưa? Đó. Thì cái mức lương thu nhập của người ta là 39.154.000. Đây là cái mức lương cơ bản, chúng ta chưa có làm thêm. Còn nếu chúng ta làm thêm thì tùy từng công ty, em hiểu không? Tùy từng công ty, nếu công ty mà cho làm thêm nhiều thì mức lương sẽ cao. Thì cái thu nhập dao động các bạn đấy, thì nó khoảng từ như này đấy. Chắc là các bạn ngồi đây thì cũng có anh chị em đang làm việc ở bên Hàn Quốc nhiều đúng không? Đấy. Các bạn thấy chương trình có hay không? Chứ bây giờ chúng ta đi làm ở Việt Nam thì có công ty nào trả chúng ta 40 triệu không? Có công ty nào trả chúng ta lương cơ bản 40 triệu không? Không. Tại vì là chúng ta vừa mới ra trường, chúng ta chưa có ngành nghề thì là khó. Thế nhưng nếu chúng ta đi sang chương trình này, đi sang bên Hàn Quốc thì chúng ta có được nhận cái mức lương đó không các em? Có, tại vì là sao? Mức lương cơ bản bình quân chung ở Hàn Quốc rồi thì mình được nhận. Các bạn đã hiểu không? Có tuyệt vời không các bạn? Đó. Thế nên là bắt buộc chúng ta phải gì? Thật cố gắng. Và đây là mức lương của năm 2023 các em ạ. Thì ở Hàn Quốc năm nào cũng tăng lương. Đấy, năm nào cũng tăng lương. Dù ít từ nhiều như Việt Nam mình năm mới tăng lương, như Hàn Quốc thì năm nào cũng tăng lương. Rất là hay đúng không các em? Đây là năm lương của năm 2022. Thực ra là tính theo tiền Việt đấy các em. Thì giá ví dụ 20 thì lại khác, còn 19 thì nó lại khác. Các bạn đã hiểu chưa? Và cô có 7 điều cô muốn trao đổi với chúng ta. Tức là cái việc đi học này thì nó chỉ là một lần thôi. Và chúng ta làm sao chúng ta học một cái là đỗ ngay. Nên là cô mong các em phải trân trọng với cô cơ hội này. Ví dụ các bạn ngồi đây thì có thể là có nhiều trường đại học đã mời, đã vẫy gọi các bạn nhưng các bạn không muốn đi học đại học đúng không? Nhiều trường đại học, nhiều trường cao đẳng đã vẫy gọi các bạn nhưng các bạn không muốn đi. Mà các bạn lại chọn con đường đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Thì các bạn phải trân trọng, các bạn phải cố gắng. Và quan điểm của cô, đã không làm thì thôi, làm thì ra làm. Các em cũng vậy, đã không bỏ thời gian học thì thôi, học thì ra học. Các bạn nhé, học thì ra học, đã xác định học là phải đỗ. Và bên trung tâm của cô cũng vậy, đã xác định dạy các em là phải tận tâm, tận tụy. Để làm sao mà các em học là các em phải đỗ. Chứ dạy xong rồi đến lúc gì học sinh không đỗ thì đây là buồn lắm. Thế nên là cô mong là giữa trung tâm và các bạn chăm chỉ ra đạt kết quả cao. Và cái việc học tập thì có dễ không các bạn? Không dễ đâu đúng không? Nhưng nó là con đường ngắn nhất đem đến thành công cho chúng ta. Ví dụ năm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta chưa có thu nhập 40 triệu. Thế nhưng nếu chúng ta đỗ kỳ thi mà sang năm chúng ta đi Hàn thì chúng ta có thể thu nhập 40 triệu. Các bạn đã hiểu chưa? Và chúng ta có thể làm những cái chúng ta thích. Thích mua cái điện thoại có thể mua, có thể tặng bố mẹ một chỉ vàng chẳng hạn. Ở Việt Nam thì có mơ cũng không được, mà sang Hàn Quốc thì mình có thể làm được nó. Thì khi chúng ta thích mua một chỉ vàng biếu bố mẹ thì chúng ta có là một người thành công chưa các bạn? Đã làm được cái điều mình muốn chưa? Đấy, thành công. Thế nên là để thành công thì chúng ta phải học. Và học thì không dễ, nhưng nó lại là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công đúng không? Cô khuyên các bạn chân thành. Các bạn đã đến đây, các bạn học phủ, các bạn đã nộp tiền học. Thì 4 tháng này thì học chăm chỉ cho cô, thật chăm chỉ. Đấy,
chứ không phải là nếu các bạn không tham gia khóa học, các bạn không đóng học chẳng hạn, không phải thực hiện những cái quy định thì các bạn có được ngồi đây không? Không. Thế nên mình đã, bố mẹ đã cho mình đi học rồi thì mình cố gắng mình học tốt nha. Chúng ta còn đỗ thì chúng ta mới có được cái thu nhập như này. Các bạn có đồng ý với cô không? Đấy. Và chúng ta còn đỗ thì chúng ta mới được làm hồ sơ để cho chủ sử dụng Hàn Quốc chọn. Còn nếu chúng ta không đỗ thì chúng ta không được chọn đâu. Và nếu như chúng ta lười biếng hôm nay, trong 4 tháng học mà chúng ta lười biếng thì chúng ta sẽ không đỗ được kỳ thi và chúng ta sẽ không tham dự được vào chương trình EBS, đúng không? Và chúng ta sẽ không có được cái gì các bạn, mức lương vào. Chúng ta học thì vất vả nhưng cũng không vất vả bằng cha mẹ chúng ta, đúng không? Bố mẹ mình đang đi làm nhà, đi làm nhà máy, đúng không? Hay có những bác lại đi làm ruộng, hay có những bác là làm may để tích lũy tiền bạc để gửi lên cho chúng ta học, chứ không phải tự dưng mà chúng ta học xong cấp 3 là chúng ta lên đây học mà không có tiền. Không có tiền thì làm sao mà học được, các bạn nhớ chưa? Thì bố mẹ của chúng ta ở quê rất là vất vả để kiếm đồng tiền một lắng hai xương gửi lên cho chúng ta học, thì chúng ta học ở đây có khó bằng mấy cũng không khổ bằng bố mẹ mình ở quê. Không phải ngẫu nhiên là bố mẹ các bạn chọn trung tâm của cô để gắm các bạn đâu, thì bố mẹ các bạn cũng tìm hiểu các anh chị đi trước để các bạn, bố các mẹ các bạn muốn đảm bảo nhất, tốt nhất cho các em thì gửi lên đây học. Thì cô cũng mong rằng chúng ta không được phụ lòng các bậc sinh thành ra chúng ta, phải là một con có hiếu, đạo hiếu với cha mẹ, để sao mà không phụ những cái đồng tiền mà cha mẹ mình vất vả mồ hôi, đúng không, để gửi cho chúng ta. Có nhiều bạn đấy, bố mẹ cho lên đây là ở nhà chơi điện thoại hay chơi game ấy, bố mẹ không biết, đúng không? Lên đây bây giờ không có bố mẹ ở gần rồi, tha hồ chơi game, có không các bạn? Học sinh cô Loan ngồi đây có bạn nào nghĩ như vậy không? Không nhá, đúng không? Lên đây là mình phải có những cái kỷ luật nhất định đấy, để mình học. Và đấy, có những việc ấy trong cuộc sống các bạn không phải mình chỉ làm cho mình, mà mình phải vì người khác. Ví dụ, đôi khi các bạn muốn lười chẳng hạn, các bạn cũng nghĩ đến cô Loan một tí, đúng không? Bây giờ mình lười mà không may mình thi không được đây thì cô Loan ấy mặt mũi nào mà nhìn thấy bố mẹ mình nữa, các bạn đã hiểu chưa? Đấy. Tức là khi các bạn thi điểm cao thì ai là người gì, ai là người hạnh phúc nhất? Các em là người hạnh phúc nhất, bố mẹ các em là người hạnh phúc. Và cô Loan có là hạnh phúc không? Cô Loan cũng rất là hạnh phúc, và cái danh dự của cô Loan cũng rất là cao. Đấy, cái bạn A, bạn B, bạn C học trung tâm cô Loan thi điểm cộng đỗ đó, đúng không? Tớ học trung tâm cô Loan này, tớ thi được điểm 180, 190, 200 điểm này. Các bạn đến đây mà học, chứ các bạn mà thi điểm thấp thì ai đến trung tâm cô Loan học? Nên là đôi khi là không chỉ học cho mình, mà phải nghĩ đến bố mẹ và nghĩ đến cô Loan nữa nhá. Có đồng ý không các bạn? Và nếu như 4 tháng này rất ngắn, đúng không? Nhưng các bạn lại buông thả, đúng không? Bây giờ không có bố mẹ rồi, tha hồ chơi game, xem phim, đánh bia, bỏ bê học tập, thì đây là những cái thú vui gì các bạn? Rất là tầm thường nhất thời, đúng không? Rất là tầm thường nhất thời. Và những cái thú vui này nó sẽ làm sao các bạn? Hủy hoại tương lai của em. Đấy. Thế là nhiều khi cô đi dạy, cô thấy nhiều bạn rất là yêu thương cái điện thoại, ôi ôm bế chăm sóc và lúc nào cũng dán mắt vào cái điện thoại. Cô bảo theo cô ấy thì em đập tan cái điện thoại đi hôm cô. Và nữa sang Hàn ấy có cái đời 16, đúng không? iPhone 16, Apple 16, 20 ấy, mua xong chơi game cho nó thoải mái. Thế là chi bằng là bây giờ làm sao? Học đi, nào ra mà học tiếng Hàn, thi đỗ sang bên kia có lương cao, thích điện thoại gì mua điện thoại đó, được không các bạn? Thế bây giờ chúng ta, nếu chúng ta cứ yêu thương một cái điện thoại này, cứ chăm sóc một cái điện thoại này, không chỉ có học tiếng Hàn, thì nó sẽ hủy hoại tương lai của chúng ta. Các bạn có đồng ý với cô như vậy không? Có đồng ý không? Đồng ý nhá. Thế nên là cô Loan cũng sẽ gửi cho các bạn một cái thời gian biểu, thì các bạn có thể tham khảo. Trong cái thời gian biểu của cô Loan vẫn cho các bạn cái thời gian các bạn yêu điện thoại một tí, đúng không? Bây giờ tầm lúc học 7 giờ tối các bạn đi ăn cơm về chẳng hạn, chưa học ngay được, cô Loan cho các bạn yêu điện thoại đến 7 rưỡi đi. Ok, một ngày cho đúng không? 30 phút chơi game, lướt Facebook, TikTok gì đó, đúng không? Đấy, còn lại là học cho cô Loan nhé.
và thứ hai nữa là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Các bạn hiểu cái câu này không? Không kết giao với những cái người bạn làm sao? Chơi game, uống rượu, chơi bia, chơi với những người đang làm việc ở Hàn Quốc. Các bạn nhớ chưa? Hỏi những anh chị em mình đang làm việc ở bên Hàn Quốc: anh ơi anh, công việc bên đó thế nào? Anh ơi anh, tháng nay lương anh bao nhiêu? Em cũng đang cố gắng em học để em đi đây. Em sang đấy anh giúp đỡ em nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Mình phải chơi với những cái người hơn mình đấy để mình học tập. Chứ này, bạn A, bạn B, bạn C, A có cú bia hay lắm đi chơi không? Không, hiểu chưa? Từ chối tiêu cực, không kết giao với người gì đấy, lười biếng, chơi game, chơi bia, uống rượu. Bỏ hết rồi. Bỏ luôn những người bạn này đi, hiểu chưa? Mà chỉ chơi với những người gì đấy đang làm việc với mức lương cao để mình học tập. Và đôi khi mình học, đúng không? Mình chưa cố gắng, mình không cố gắng, mình không chịu khó, mình lại phàn nàn, đổ lỗi, được chưa? Đổ lỗi cho giáo viên dạy là sao? Không nhiệt tình, không quan tâm. Nhưng các bạn, nếu cô nói luôn, nếu trong lớp có 30 bạn nhưng 25 bạn của cô học tốt, còn 5 bạn mà học không tốt, thì đấy không phải là do trung tâm rồi. Các bạn đã hiểu chưa? Hay ví dụ các bạn đi thi, lớp của cô là 25 bạn nhưng cô đỗ được 20 bạn. Các bạn đã hiểu chưa? Còn 5 cái anh lười mà anh không đỗ, thì đấy không phải do trung tâm rồi. Mà cô Loan tự tin và khẳng định rằng về cái giáo trình, giáo viên hay bộ đề thi của cô Loan, nếu các bạn chăm chỉ thì đảm bảo các bạn thi sẽ được từ điểm 8 trở lên đến điểm 10. Lê Thị Hưng đến từ Thanh Hóa, chị học của cô có 2 tháng rưỡi thôi, mà vừa rồi chị lấy luôn của cô chỉ vàng à, đạt luôn 200/200. Các bạn đã hiểu chưa? Học có 2 tháng rưỡi thôi đấy, tức là rất là tuyệt vời. Các bạn hình ngộ đấy. Thế nên là anh Đào Công Huy từ Hưng Yên đấy, anh đi bộ đội về và anh cũng rất là chăm chỉ, anh ấy cũng lấy luôn chỉ vàng của cô Loan đấy, cũng 200/200, được chưa? Và bạn Nguyễn Thu Huyền đến từ Đông Anh, bạn Thu Huyền bạn vừa học vừa làm đấy, bạn ấy cũng lại luôn lấy luôn của cô Loan là 1 chỉ vàng. Thế vừa rồi là cô Loan tặng 3 chỉ vàng, chỉ thưởng những người 190, 195 và 200 thôi, mà nguyên cái tiền thưởng kỳ vừa rồi của cô Loan là gần 50 triệu. Chúng ta mình được gần 100 bạn mà đạt cái điểm số từ 175 đến 200 điểm. Các bạn thấy có tuyệt vời không?